Hello, chào mừng 500 anh em ruột đã đến với channel của Ngọc Ken nha. Và hôm nay thì bên shop của Ngọc Ken lại tiếp tục về thêm một cái tài khoản VIP 15 và muốn rao bán với giá là 44 triệu. Thì trước khi vào cái buổi review chi tiết con nạc này, anh em cho Ngọc xin một phút quảng cáo. Bên shop thẻ game của Ngọc Ken hiện tại đang bán thẻ dinh để nạp tất cả những cái game nào của Vinagame, cũng như là cái game Gunny Oregon này. Thì anh em có thể mua thẻ dinh, anh em nạp vào Suga, rồi anh em từ Suga anh em sẽ đổi thành show in game nha mọi người nha. Thì bên Ngọc bán thẻ dinh giá chiết khấu là 6-8%. Mọi chi tiết anh em cứ liên hệ qua Zalo 0981007879. Bên Ngọc chỉ xài một Zalo duy nhất là 0981007879. Anh em mua thẻ dinh chiết khấu 6-8%. Anh em trung gian giao dịch mua bán nạc, anh em cần làm clip rao bán nạc như clip này thì anh em cứ liên hệ với Ngọc qua số điện thoại Zalo 0981007879 mọi người nha. Và đặc biệt nữa là anh em nào mà muốn nạp những cái game của những cái nhà phát hành khác như là Soha, VTC, Garena, ADNX hay là Gzone vân vân và mây mây, nói chung là bên shop của Ngọc bán tất cả các loại thẻ game nha mọi người nha. Rồi bây giờ thì anh em nào chưa đăng ký kênh mà xem được video clip này thì anh em nhớ ấn cho Ngọc thêm một lượt đăng ký kênh, ấn vào chuông thông báo để không bỏ sót những video clip của Ngọc mỗi khi Ngọc lên sóng nha. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cái tài khoản cần rao bán đây. Đây là tài khoản của Bông Sinh. Bông Sinh thì hiện tại đang chơi hai nick, là một nick là Bông Đẹp và một nick là Bông Sinh. Nick Bông Sinh này thì đang hạng thứ 38 lên server. 38 lên server đây. Rồi và cái nick Bông Đẹp thì đang ở do là đây đang bị lỗi bảng xếp hạng thì, nhưng mà nick Bông Đẹp này đang ở top 3 lên server mọi người. Thì bạn ấy đang rao bán cái muốn nhờ bên shop của Ngọc rao bán với giá là 44 triệu mọi người nha, rất là rẻ nha. VIP 15 mà chỉ VIP 15 và tất cả đồ là full 13 rồi mà chỉ rao bán có 44 triệu là quá rẻ. Chúng ta đi vào chi tiết nhá. Rồi đang xài cái nón và cái áo là cộng 13. Nói chung ạc này thì đã full hợp thành 50 rồi mọi người. Áo 13 và nón 13. Đang xài cái set đồ là Iron Gà, cánh may mắn và khung chat của khung chat tình yêu lung linh của VIP 15 mọi người. Rồi chúng ta vào phần thuộc tính đi, thuộc tính nhân vật thì anh em thấy đây, tấn công 3748, nhanh nhẹn 3854, HP 11664, hội giáp là 428, phòng thủ 2409, may mắn là 2451, sát thương là 1186 và thể lực là 368, lực chiến đang là 272.597. Rồi chúng ta đi vào phần trang bị. Trang bị thì đang xài một Venus cộng 8, một Venus cộng 9. Đang xài cặp hạnh phúc cộng 9. Đấy, nhẫn và vòng tay là đã là ngon nghè rồi, mua về chỉ là đập nó lên cộng lên nữa thôi. Rồi đang có cả Super Boomerang cộng 13 luôn. Tất cả thì đều đã hợp thành 50 hết mọi người. Full hợp thành luôn rồi. Đang xài vật định tình cộng 12. Quá là VIP luôn. Cái rank chiến thần thì là Đại Nguyên Soái. Và đang xài cái Thiên Sứ Ban Phúc là cộng 11. Cái này còn thiếu mỗi cái WoW Thiên Sứ Ban Phúc nữa thôi. Rồi chúng ta đi vào phần châu báu. Châu báu thì hai viên sát thương level 9, một viên sát thương level 8, ba viên nhanh nhẹn level 9, ba viên tấn công level 9, thần tốc 7, miễn kháng 7, hấp thu 7. Tu luyện thì tấn công 40, HP 35, may mắn 36, phòng thủ 38 và nhanh nhẹn là 39. Thẻ bài thì đang level thứ 24. Thu thập thì mình xem thu thập, bạn ấy chắc không thu thập full, gần full hết rồi, còn tổ kiến ma, giải cứu gà con và bộ lạc tà thần nữa thôi là sẽ full nha mọi người. Rồi chúng ta đi vào phần pet. Pet thì đang xài con đấu sĩ phẩm chất B, có nhanh nhẹn và tấn công. Đục có nhanh nhẹn và tấn công đỏ rồi mọi người này. Ngon lành luôn, cái này về anh em giờ chỉ cần trùng sinh nữa là xong. Đây, anh em trùng sinh một phát nữa là lên là ngon lành luôn. Để mình tự hỏi chủ ạc sao không trùng sinh cho dễ bán không. Đây. Pet này thì giờ đã được hai cái dòng quan trọng nhất là hai dòng dòng nhanh nhẹn đỏ và dòng tấn công đỏ đây rồi. Giờ anh em chỉ cần có sẵn trùng sinh đơn đây, anh em chỉ cần trùng sinh phát một nữa là ngon lành luôn. Hai dòng này để mà ra được hai dòng này đỏ thì quá là khó luôn. Hai cái dòng quan trọng nhất của con pet đấu sĩ thì đã lên đỏ rồi, anh em chỉ cần trùng sinh phát nữa là ngon lành. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần phụ kiện.
phụ kiện thì phụ kiện trang phục trước, chuyện kỳ quái 3 set, dòng nước gần full, mùa hè rực rỡ 2 set, bài ca nông trại full, chiến trường kịch tính 3 set, đi đầu xu hướng, đi đầu xu hướng là 4 set, mùa hè bùng cháy 2 set, viễn chinh vĩ đại 3 set, 5 tháng thanh xuân 2 set, câu đối chòm sau trên, câu đối chòm sau trên là 2 set, khu vườn tuổi thơ 2 set, duyện đời này chưa, ước hẹn bầu trời 1, phong thái dũng sĩ gần 2, hoàng tộc chưa, vinh quang chiến thắng full, ước hẹn quý giá full. Chúng ta vào phần phụ kiện vũ khí, mình chỉ có cái cuộc chiến vinh dự này là chưa nhận được, còn lại tất cả thì đã ok rồi. Phụ kiện pet, pet thì kiến là từ 1 đến 4 sao, đấu sĩ 1 đến 5 sao, gà 1 đến 4 sao và mầm cũng từ 1 đến 4 sao mọi người. Rồi chúng ta đi xem phần túi, túi ba gang của bạn ấy xem như thế nào. Đạo cụ thì đang một viên đá 5, một viên đá 5 và đây gà, mấy cái quả trứng gà 3 sao đây, mấy quả trứng bét 3 sao đây. Và đá 4 thì đang có 3 viên. Su gà thì đang còn 10 su gà nữa. Rồi đá hợp thành đây, đá hợp thành còn rất nhiều đây. Mũi khoan còn 4.800 đây, bùa ma thuật tới 53, bùa may mắn là 33. Những đồ còn rất nhiều mọi người ạ. Loa thì loa trong server thì còn 24 cái. Tài nguyên còn khá là nhiều. Vàng thì bây giờ còn 221k. Còn su khóa thì còn 7k3. Hoặc bát thì còn nguyên luôn, hôm nay bạn ấy chưa vào ạc luôn mọi người. Rồi, anh em nào VIP thì VIP 15 đã lâu rồi nhá mọi người nhá. Anh em nào muốn mua cái tài khoản này với giá 44 triệu thì anh em cứ liên hệ với shop Ngọc Ken không qua số điện thoại Zalo 0981007879 và anh em sẽ không phải chịu thêm bất cứ một cái chi phí nào nữa anh em nhá. Chỉ cần chuyển khoản 44 triệu là anh em rước con nạc này về mọi người nhá. Còn anh em nào mà cần làm clip hay cần làm clip rao bán nạc hay là cần trung gian giao dịch cũng như là cần mua thẻ dinh chiết khấu 6-8%, anh em cứ liên hệ với Ngọc qua số điện thoại Zalo 0981007879. Còn bây giờ thì chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha.